Nghi binh chiến lược hay còn gọi là đánh lạc hướng là một phương thức chiến lược đặc sắc trong nghệ thuật quân sự Việt Nam. Phương thức ấy đã được vận dụng linh hoạt và hiệu quả, góp phần quan trọng vào thắng lợi to lớn của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, được vinh danh trong top những trận đánh nghi binh lớn nhất mọi thời đại. Chiến thuật đánh lạc hướng kẻ thù chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 thực là có 102, công phu và vĩ đại. Công phu bởi nó được lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, hợp lý ở từng chi tiết, mọi phương diện. Vĩ đại bởi kế hoạch được giữ bí mật tới phút cuối cùng, bất ngờ ở mọi cấp hành động kéo dài cho đến trước giờ nổ súng. Đánh giá về chiến dịch Mậu Thân, một số hãng truyền thông lớn trên thế giới đã có những nhận định như sau. Hãng thông tấn Reuters của Anh ra ngày 3 tháng 2 năm 1968 bình luận: quy mô và tính chất ác liệt của các trận tấn công phối hợp ở Sài Gòn và ở các trung tâm chủ chốt khác tại Nam Việt Nam làm cho Mỹ và các nước đồng minh rất đỗi ngạc nhiên. Kế đó, ngày 5 tháng 2 năm 1968, hãng này đã thống kê Mỹ có đến nửa triệu quân ở Nam Việt Nam, đã mất 13 năm và đã tiêu mỗi ngày 60 triệu đô la mà vẫn không bảo vệ được một tấc vuông đất nào ở miền Nam Việt Nam cả. Trong khi đó, báo Người Quan sát Anh thì tỏ ra ngạc nhiên khi than rằng người ta không thể tin là một tình hình như thế lại có thể xảy ra. Báo Pháp Thế Giới ngày 1 tháng 2 năm 1968 thì mỉa mai: người Mỹ đã từng khẳng định dân chúng Nam Việt Nam chịu đựng hơn là ủng hộ mặt trận dân tộc giải phóng. Giờ đây, liệu họ còn có thể nêu lên những lý lẽ như thế nữa không sau khi đã xảy ra một cuộc biểu dương đáng khâm phục về sức mạnh và lòng dũng cảm của Việt Cộng như vậy? Báo Chiến Đấu ngày 1 tháng 2 năm 1968 thì khẳng định: điều hiển nhiên là người Mỹ đã thua đứt về mặt chính trị trong cuộc chiến tranh này rồi. Những gì xảy ra ở Sài Gòn cũng đủ cho thấy mặt trận dân tộc giải phóng đã nắm được các tầng lớp dân chúng ở miền Nam Việt Nam trong mức độ lớn biết nhường nào. Tờ Pháp ngày 2 tháng 2 năm 1968 thì bình luận: cuộc tiến công lừng danh của Việt Cộng cho ta thấy, trước hết, cái tài tình của những người chỉ huy trong việc hướng dẫn cuộc chiến tranh vừa quân sự vừa chính trị này. Về mặt đối nội, họ vừa thu được một thắng lợi lớn, họ chứng tỏ cho nhân dân Việt Nam thấy rằng họ có thể đánh nơi nào vào lúc nào cũng được hết. Họ làm cho chính phủ Sài Gòn và quân đội của chính phủ này trở thành một trò cười. Họ tăng cường sự kiểm soát của họ và do đó làm giảm bớt sự kiểm soát của chế độ Sài Gòn đối với dân thường. Những người dân thường này thì đầy lòng kính nể và khâm phục đối với mặt trận dân tộc giải phóng. Trong video này, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết chiến thuật, nghệ thuật nghi binh mà lãnh đạo quân giải phóng đã sử dụng thành công. Sau thất bại ê chề của hai cuộc hành quân khổng lồ vào nửa đầu năm 1967 là St. Ildefonso huy động 30.000 quân và Junction City huy động 25.000 quân với chủ trương tìm và diệt, phía Mỹ buộc phải thay đổi sang một phương sách khác phù hợp hơn với cục diện chiến tranh lúc này, đó là Bình Định. Sau những phân tích kỹ lưỡng, đánh giá khách quan, nhận định đúng đắn tình hình chiến trường, Bộ Chỉ huy tối cao của Việt Nam đã quyết định chuyển cuộc chiến tranh cách mạng miền Nam sang thời kỳ giành thắng lợi quyết định với một chiến lược táo bạo, tổng tiến công và nổi dậy giành chính quyền trên toàn miền Nam Việt Nam, dự liệu hành động vào đầu Xuân Mậu Thân 1968. So sánh tương quan lực lượng lúc này chưa thuận lợi hoàn toàn cho quân giải phóng, do vậy Tổng hành dinh tối cao đã đề ra kế hoạch tác chiến, đánh lạc hướng, thu hút, giam chân lực lượng chiến lược của địch ngoài vùng chiến trường trọng điểm trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy sắp nổ ra. Thực hiện bằng cách nào? Bộ Tổng tham mưu quân giải phóng đã đề ra một chỉ thị chiến lược giả, gửi tới các mặt trận, đề ra hai phương hướng hoạt động chủ đạo trong mùa khô 1967-1968 như sau. Thứ nhất, triển khai liên tục các trận đánh nhỏ lẻ nhưng hiệu suất cao để giành lại dân ở vùng trọng điểm đang bị chiếm giữ. Thứ hai, tiến hành những chiến dịch vừa sức ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và phải giành được thắng lợi. Các nội dung chỉ thị đưa ra nêu trên vẫn là chủ trương mở chiến tranh ở các vùng nông thôn, miền núi, tuyệt nhiên không nói gì tới kế hoạch tấn công vùng đô thị. Một mặt, Bộ Tổng tham mưu đã bí mật phổ biến và chỉ đạo nhiệm vụ cho các cán bộ chủ chốt của các chiến trường tại Hà Nội theo kế hoạch chính thức cuộc tổng tiến công và nổi dậy. Mặt khác, đồng thời thông báo về kế hoạch tác chiến giả trong mùa khô 1967-1968 tới các chiến trường vào tháng 11 năm 67, nhấn mạnh mục tiêu bằng mọi giá tiêu diệt sinh lực địch, mở rộng căn cứ địa Tây Nguyên, nối liền với khu 5 và Đông Nam Bộ. Để tạo ra bức bình phong chắc chắn đảm bảo cho ý định chiến lược thật của ta được giữ tuyệt mật tới khi ta hành động, kế hoạch giả này được xây dựng tỉ mỉ tới từng nội dung chi tiết. Kế hoạch giả đã nhấn mạnh: 1. Kế hoạch tác chiến này sẽ là sự chuẩn bị sớm cho việc làm thay đổi cục diện chiến lược mùa khô 1968-1969. 2. Đề cập chủ trương vừa đánh vừa đàm, dùng quân sự phục vụ ngoại giao.
3. Nêu rõ quyết tâm giải phóng một số quận, lỵ, thị xã nhỏ nếu có điều kiện. Mục tiêu quyết tâm của kế hoạch giả sau đó được tuồn ra ngoài một cách khéo léo, tinh vi, cố ý để địch biết. Để đánh lạc hướng kẻ thù, tin theo kế hoạch giả ta vạch định, ta đã lần lượt mở ra và kéo dài các chiến dịch tiến công ở Đắc Tô, Lộc Ninh. Mục đích của các cuộc tấn công này là thu hút rồi giam chân lực lượng địch tại các căn cứ bên ngoài thành thị, càng đông càng lâu thì càng tốt cho ta thực hiện ý định tổng tiến công vào nội đô. Tháng 11 năm 1967, ta tiến công ở Bắc Tây Nguyên đã lôi kéo số lượng lớn quân đội chủ lực của Mỹ, Sài Gòn bao gồm Sư đoàn Bộ binh 4, Lữ đoàn Dù 173, Lữ đoàn Kỵ binh bay 1 và nhiều trung đoàn chiến đoàn khác. Còn chiến dịch Lộc Ninh đã thu hút các Sư đoàn Bộ binh 1 và 25 của Mỹ và các đơn vị khác của quân đội Sài Gòn. Song Bắc Quảng Trị mới là nơi quyết định dùng để đánh lạc hướng quân địch. Lúc này, về phía các nhà quân sự Mỹ, họ đã sớm nhận ra đây là khu vực có vị trí chiến lược quan trọng, do đó đã chỉ đạo xây dựng một thế trận khá vững chắc về quân sự, sau đó thay thế bằng hệ thống hàng rào điện tử McNamara. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều thất bại thê thảm. Đỉnh cao của chiến lược nghi binh quân sự trong chiến dịch này chính là ở điểm mấu chốt Khe Xanh. Khi Mỹ và chính quyền Sài Gòn tập trung lực lượng về đường 9 Khe Xanh khá đông, quân giải phóng đã mở hàng loạt các trận tập kích chiến thuật nhằm cô lập các căn cứ của Mỹ hoàn toàn bằng đường bộ, gây tổn thất nặng nề về số lượng. Quân đội Mỹ buộc phải tăng cường thêm lực lượng, đơn vị tới ứng cứu, gồm Sư đoàn Thủy quân lục chiến 3, Sư đoàn Kỵ binh bay 1, cùng nhiều lực lượng quân đội Sài Gòn. Đến tháng 11 năm 1967, phía đối phương đã tập trung 45.000 quân với 28.000 lính Mỹ tại mặt trận này. Như vậy, với việc dùng các sư đoàn chủ lực danh tiếng như 304, 320, 324 và 325 của ta giao đấu quyết liệt với quân Mỹ, kết hợp với sự kích động phụ họa qua ngôn ngữ chính trị quân sự của các bên cùng dư luận truyền thông quốc tế, ta đã thành công dẫn dắt thu hút lực lượng quân Mỹ về đây, tạo cơ hội cho quân giải phóng tiến công vào nội thành. Kế sách nghi binh chiến lược cũng thu hút được nhiều kết quả quan trọng trên mặt trận ngoại giao và tuyên truyền. Thời điểm 1966-1967, nhiều cuộc biểu tình với quy mô lên tới hàng trăm ngàn người đã diễn ra khắp nước Mỹ nhằm phản đối gay gắt việc Mỹ thực hiện chiến tranh ở Việt Nam. Chịu sức ép lớn từ dư luận trong nước, lại liên tục vấp phải những thất bại nặng nề trên chiến trường đã buộc chính quyền Mỹ phải xuống thang chiến tranh, lựa chọn kết thúc trên bàn thương lượng. Bên cạnh việc Tổng thống Mỹ Johnson gửi thông điệp riêng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều cuộc tiếp xúc ngoại giao cấp thấp cũng được thực hiện, thậm chí phía Mỹ còn nhờ cả người thăm dò ý kiến quyết định của Hà Nội. Tuy nhiên, Trung ương Đảng không chấp nhận kiểu hòa bình thương lượng theo điều kiện của Mỹ chỉ nhằm mục đích chấn an dư luận trong nước và thế giới về cuộc chiến tranh phi nghĩa mà Mỹ đang thực hiện. Sự việc này cũng là điều khiến cho đối phương lơ là, mất cảnh giác với công cuộc chuẩn bị chiến dịch Mậu Thân của ta. Phía ta tiếp tục gây nhiễu nhương thông tin mà địch thu thập về kế hoạch chiến lược thực sự của Bộ Tổng Tham mưu thông qua bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại tiệc chiêu đãi nhân dịp Quốc Khánh vào tối ngày 1 tháng 9 năm 67. Báo chí đã đưa lại bài phát biểu với tiêu đề "Đánh bền bỉ, đánh lâu dài, không sợ khó khăn gian khổ, không sợ hy sinh". Báo Nhân dân và Quân đội Nhân dân cũng đăng 3 số liên tiếp trong tháng 9, bài viết quan trọng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp rằng thắng lợi lớn, nhiệm vụ lớn, tuyên dương những chiến thắng trên mặt trận Khe Xanh, Tây Nguyên, Nam Bộ và đặc biệt trên mặt trận chống Bình Định, khẳng định đánh lâu dài, bảo tồn lực lượng, bảo tồn những thành quả đã đạt được. Các thông tin về thắng lợi to lớn của ta trên các mặt trận Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Khe Xanh được chỉ đạo đưa tin khắp các mặt báo. Tư tưởng sẵn sàng hy sinh, chấp nhận gian khổ để đánh lâu dài nhưng cũng sẵn sàng thương nghị hòa đàm cũng được Đảng ta khéo léo cài tin để lừa địch. Nhận định từ sớm quân đội Mỹ là lực lượng mạnh nhất ở miền Nam nên Bộ Chỉ huy tối cao đã nhanh chóng có kế hoạch phân tán lực lượng này, kìm chân và cô lập họ trong khoảng thời gian dài cho tới khi ta thực hiện thành công cuộc tiến công. Đúng như kế hoạch, khi các trận đánh lần lượt nổ ra trong thành phố, một quân đội cách mạng ra tuyên bố và một mặt trận liên minh các lực lượng dân chủ và hòa bình được thành lập, cùng với việc quân đội Mỹ không bị quân đội cách mạng tiến công ngay từ đầu đã khiến Mỹ bất ngờ, hoang mang với thái độ chờ xem. Cả Mỹ và đồng minh của họ đều không thể ngờ tới cuộc tiến công bất ngờ, không hề tự phát mà có chủ đích và chuẩn bị kỹ lưỡng trong khoảng thời gian dài từ quân giải phóng. Ngay cả khi lực lượng vận tải trên tuyến đường chiến lược 559 tăng vụt thì Mỹ vẫn không mảy may nghi ngờ mà cho rằng đối phương đang chuẩn bị lực lượng chiến đấu cho mùa khô quyết thắng 1968-1969 như kế hoạch giả được tình báo đưa tin. Đề nghị kéo dài đình chiến của ta qua các ngày lễ càng khiến cho Mỹ và chính quyền Sài Gòn chảnh mảng phòng thủ. Khi chiến sự nổ ra, tướng lĩnh của họ còn đang tận hưởng giây phút nghỉ ngơi bên gia đình, ngay cả Tổng thống Thiệu cũng về quê ăn Tết.
Trong một cuộc họp vào ngày 15 tháng 1 năm 1968, Tổng tư lệnh Westmoreland cũng từng dự báo khả năng đối phương tấn công trước Tết là 50%, còn phụ tá tình báo của ông ta thì dự đoán sau Tết 50%. Không ai đoán trúng được cuộc tổng tấn công của ta lại chọn vào đúng dịp Tết, đó là một nước đi không thể lường trước. Thời đó, Liên Xô và Trung Quốc là hai nước lớn giúp đỡ, hỗ trợ quân ta nhiều trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, nên cũng muốn có thông tin chính xác về kế hoạch chiến lược Đông Xuân 1967-1968 của ta. Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy tối cao của cách mạng ý thức rõ việc bảo mật cao độ kế hoạch về cuộc tổng tiến công và nổi dậy. Một chút sơ hở cũng sẽ là nguy cơ khiến kế hoạch của ta phá sản. Do vậy, Bộ Thống soái tối cao thấy rõ cần phải có sự chủ động cần thiết ngoài việc tuyệt đối giữ bí mật trước các đại diện ngoại giao, quân sự và tình báo nước ngoài có mặt tại Việt Nam. Cuối năm 1967, một phái đoàn quân sự của ta được cử tới các quốc gia này. Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội là Lê Trọng Tấn dẫn đầu đoàn, song việc giải đáp những tìm hiểu của nước bạn lại được phân công cho Phó đoàn Đặng Quốc Bảo. Không nằm ngoài dự đoán, vấn đề thu hút sự quan tâm của họ nhất chính là kế hoạch chiến lược của Việt Nam. Tướng Bảo theo sự chỉ đạo trả lời khéo léo. Mọi việc bây giờ là tùy thuộc ở Mỹ khi tư quan lực lượng đã thay đổi qua hai cuộc phản công chiến lược thất bại. Mỹ vẫn là quốc gia giàu mạnh, nhưng trong trường hợp này không còn khả năng tăng cường lực lượng sang Việt Nam và nhất là không chỉ lúng túng với chiến lược tiếp theo mà cả phong trào phản chiến đang lên cao. Ngay cả McNamara cũng đã thay đổi cách nhìn về cuộc chiến. Rút lui là đường thoát danh dự. Nếu Mỹ quyết định ngược lại, chắc chắn thất bại. Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ và đã sẵn sàng cho mọi tình huống, trong điều kiện đã được chuẩn bị đầy đủ với sự giúp đỡ hết lòng của các bạn. Câu trả lời mở đó đã được lãnh đạo đánh giá cao vì không làm mất lòng nước bạn, cũng không để lộ thiên cơ. Khép lại video hôm nay, chúng tôi mời quý vị xem lại những đoạn đánh giá của một số tờ báo lớn trên thế giới ngay sau khi chiến dịch Mậu Thân vừa diễn ra đến khi kết thúc và đạt được những mục tiêu nhất định. Làm xói mòn sự lạc quan của Mỹ. Cuộc tấn công Tết Mậu Thân mà tâm điểm là tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn chỉ ra bằng chứng mạnh mẽ hơn về sự giới hạn của quyền lực Mỹ ở châu Á. Cuộc đột kích táo bạo ở nhiều thành phố tại Nam Việt Nam cũng như sự hiện diện của nhiều đơn vị quân sự chủ lực đông đảo quanh Khe Xanh, những người cộng sản đã làm xói mòn sự lạc quan về tiến trình cuộc chiến mà nhiều người đã phát biểu từ Sài Gòn hay Washington. Thực tế đó cho thấy, không hề như lời mô tả của một số quan chức quân đội Mỹ hồi tháng 11 năm 1967, nói rằng đối phương đang ngày càng suy yếu và sẽ sớm bại trận. Sự ảo tưởng của Nhà Trắng. Đã đến lúc lột mặt nạ của sự ảo tưởng. Một chiến thắng quân sự hoàn toàn không nằm trong tầm nhìn. Thực tế, có lẽ chúng ta đã vượt quá tầm kiểm soát và nỗ lực giành chiến thắng chỉ dẫn đến sự chết chóc của hàng ngàn người vô tội. Một thỏa hiệp chính trị không chỉ là con đường tốt nhất để đi đến hòa bình, mà còn là con đường duy nhất. Đất nước chúng ta phải được biết sự thật về cuộc chiến này và tất cả những thực tế khủng khiếp của nó. Cuộc chiến trong bong ke của ông Bong Ke. Cuộc tấn công táo bạo nhất vừa qua và chắc chắn là điều đáng xấu hổ nhất xảy ra khi lực lượng Việt Cộng tấn công Đại sứ quán Mỹ. Chỉ mới tháng 9 năm ngoái, khi Đại sứ Edward Bunker khánh thành trụ sở làm việc mới với bê tông cốt thép vững chãi, một số phái bộ Mỹ vào làm việc tại đây đã xem như khu bất khả xâm phạm. Bên trong bức tường cao, tòa đại sứ là một công trình 6 tầng vững chãi với các khối bê tông lớn bao bọc các mảng kính, thể hiện cho sự quyền uy của nước Mỹ. Tòa nhà trị giá 2,6 triệu đô la Mỹ với cấu trúc như pháo đài này đã được giới thiệu là bong ke của ngày Bunker.